Shop ở địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10. Thì như các bạn đã thấy trên bàn này mình có một cái chiếc micro của AAD. Đây là một chiếc micro có dây với mã sản phẩm là Rode SR10 đó. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành mở hộp của cái chiếc micro này, cũng như là hát thử xem cái chiếc micro này có gì đặc biệt, có những cái gì nổi bật hay không. Thì mình sẽ tiến hành mở hộp của cái chiếc Rode SR10 này. Thì đây là dòng micro có dây của AAD. Như các bạn đã biết thì cái micro có dây nó có một cái ưu điểm so với những dòng micro không dây, đó là cái giá thành của nó khá là rẻ so với cái những cái dòng micro không dây. Tuy nhiên thì cái độ linh động của những cái micro có dây này nó không được cao bằng so với những cái micro có dây, bởi vì nó sử dụng dây cho nên cái phạm vi hoạt động của nó chỉ trong một khoảng nào đó thôi. Thì ở đây mình có một cái chiếc micro RS10 đó, cùng với cái dây để kết nối với micro và âm ly. Thì cảm giác đầu tiên khi cầm chiếc micro này đó là khá đầm tay. Thiết kế của chiếc micro này cũng khá là đơn giản, không có gì nổi bật. Tuy nhiên việc đơn giản sẽ tạo nên cái sự gọn gàng cho cái chiếc micro. Thôi, thì đây là cái dây dùng để kết nối giữa micro và cái âm ly của chúng ta. Đó, cũng khá là gọn gàng. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành gắn thử cái chiếc micro AAD Pro SR10 này để hát thử một bài hát karaoke xem cái chất lượng của cái chiếc micro này ra sao. Cái micro này, cái vòng chống lăn của nó không được trang bị cho nên nó dễ lăn trên những cái mặt phẳng trơn trượt như thế này. Cho nó khi sử dụng bạn cần phải cẩn thận hơn. Alo, 1, 2, 3, 4. Rồi, bây giờ mình sẽ hát một bài hát. Đã nhiều lần muốn nói chia tay cùng em từ lâu, nhưng ngày này chẳng biết nói sao để em chẳng buồn. Vì sai lòng em chẳng có, đau của tôi chẳng có. Tại sao tôi muốn chia tay? Chắc tại vì tôi đã biết yêu từ lâu mà thôi. Suốt ngày này tôi chẳng muốn em vì tôi dối lừa. Thì thay vì tôi giấu kín, thôi thì tôi nói em rằng tôi đã hết yêu em, bước đi thì hơn. Mà lòng tôi cũng chẳng muốn em thôi, vì tôi phải khóc bao đêm. Buồn làm chi em ơi, tình yêu đã hết hôm nay. Thay vì ta cố gắng cũng chẳng được gì nữa đâu. Tại sao không giữ những ân tình lẻ với nhau? Giờ mai đây em sẽ tìm được ai đó yêu em hơn tôi. Đừng tôi chắc đi tìm cảm giác tôi đã khi xưa quá rồi. Tôi mong một ngày nào đó cho em được hạnh phúc hơn, vì tôi đã chẳng làm được cho em khi xưa. Lúc em bên tôi, như các bạn đã nghe được thì cái tiếng của cái chiếc micro AAD Pro SR10 này khá là trong trẻo. Cái khả năng bắt âm của chiếc micro này cũng rất là tốt. Mình để cái chiếc micro xa hơn với cái miệng của mình, nhưng mà cái khả năng bắt âm của nó rất tốt, nó cho cái tiếng hát của mình rất là to. Thì chính cái đặc điểm này nó có thể hỗ trợ những cái người có giọng hát nhỏ rất là nhiều khi mà hát karaoke. Ngoài ra thì cái chiếc micro này cũng không xảy ra hiện tượng hú đàn, bởi vì cái khoảng cách mình ngồi so với vị trí bố trí của những cái loa trong dàn karaoke mà mình đang sử dụng cũng rất là gần, dưới 1.5 m. Tuy nhiên cái chiếc micro này không xảy ra hiện tượng hú đàn gì cả. Alo, alo, 1, 2, 3. Mình có thể thấy thì cái thông tin chi tiết về cái chiếc micro có dây AAD Pro SR10 này, mình có thể lên tại Vidashop để nhận được những
sự tư vấn cũng như là giải thích chi tiết hơn về cái chiếc micro ANA Pro SR10 này, đồng thời có thể sử dụng cũng như là hát miễn phí karaoke trên cái chiếc micro này để có thể trải nghiệm được những cái tính năng cũng như là chất lượng của cái chiếc micro có dây này. Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.